Hello anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình làm máy sửa máy đồ cho khách hơi tối rồi, mình cũng làm cái video nhỏ nhỏ mình gửi đến anh em nha, trong buổi tối ngày hôm nay luôn nha. Làm mau mắn lẹ làng luôn, chốt nhanh đi lẹ con máy này luôn. Con máy này là của ông anh, ổng đem lại nhờ mình thanh lý. Còn ổng lấy cây 660, máy này ổng chê nhỏ rồi. Dùng mình đây thì nó cưa cây bự lắm nha. Em nó là Istin MS381, nắp giật đồ là còn rin hết, thùng xăng lớn rin, áo sống đồ rin, tay cầm rin, tay thắng rin, nắp xăng nắp nhớt rin, lam xích mà còn rin, mà còn gầy cộm luôn nè anh em. Ốp lam đồ là còn nguyên si hết đó, bô bung đồ là cũng còn rin hết, xăng con rin, xăng lớn rin. Đặc biệt có cái cây dên ở bên trong là chưa có mở ra, tại vì máy của người ta mình cũng không mở ra luôn. Cái này là một cái bí mật và cũng là một cái trò chơi luôn nha. Tại con máy này mình nói trước là mình bán rất là rẻ nha anh em, mình thử ra vừa chơi game show với anh em luôn ha, mong anh em thông cảm. Anh em nào được thì được, chứ không có nói mình được cái điều đó. Tại lâu lâu mình bán xả một con thôi, vui với anh em vậy thôi, tạo điều kiện cho anh em đi làm thôi ha. Đó, sơ sơ mình thấy nhiêu đây, ngoại hình là còn ok á anh em, hơi hám thì khỏi phải bàn. Bình thường con viên máy này là nó không có rớt dưới cái giá này đâu nha, mà tại nay mình chơi game show mình bán rẻ cho anh em luôn. Đó, âm xích đầy đủ, giật giật mà còn đẹp, dày, chạy chưa chùi rửa nghe anh em, có sao để vậy múc luôn, hay cầm rồi còn bốc lưỡng, tăng con đồ là riêng hết, mặt tiền đẹp mà chưa có vệ sinh, còn mặt cưa mặt gì từ lưa hết, có sao để vậy quất luôn à ha. Rồi ok, giờ giới thiệu sơ sơ vậy đi, cũng tối rồi, sẵn test máy luôn, tranh thủ test máy để tối qua test ảnh hưởng, mong anh em thông cảm. Rồi test máy luôn nha. Luôn nha anh em, à, bao rẻ nhất thị trường. Cái dên là một cái ẩn số, nhưng mà anh em nghe tiếng máy thì mình khỏi cần phải nói ra, mình nói vậy anh em hiểu rồi. Bây giờ nói ra mất công, kẻ giận người hờn đó, anh em thông cảm. Chơi game show cái đó là cái bí mật nha. À, rồi bán ưu đãi cho anh em ngày hôm nay luôn, giá 4 chai đầy đủ lam xích. Anh em nào alo trước thì được trước, anh em nào không
không chốt được thì hẹn anh em nó lại dịp sau ha. À, quên có mẻ miếng xíu này nha, cắn biết làm sao cắn cái rửa mớp miếng này cũng không quan trọng gì, cái này dàn áo không ảnh hưởng gì đâu, chủ yếu cái ruột bên trong thôi ha. Rồi anh em nào chốt được thì alo cho mình lấy ngay con máy này. Rồi anh em xem clip hay cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, một like, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, máy bay chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Nay quá tối rồi mà muốn chơi game show với anh em, thành thử ráng làm clip, mong anh em thông cảm. Ok, máy bay chào tạm biệt anh em.